Thưa quý vị, cho dù nguồn cung giao bán và nhu cầu giảm mạnh, giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn không có dấu hiệu giảm theo, thậm chí còn tăng mạnh so với cùng kỳ. Mới đây, nhiều thống kê cho thấy, nhân liên kề và biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được quan tâm và tăng giá do nguồn cung khan hiếm. Những năm gần đây, hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận đã đầu tư nâng cấp trục đường ven biển kéo dài từ thành phố Vũng Tàu đến Mũi Né, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản biển. Cung đường đi qua 4 vùng biển đẹp, Long Hải, Bình Châu, La Di, Mũi Né đang là tâm điểm săn giá của các nhà đầu tư. Tất cả những thông tin đáng chú ý này sẽ có trong chùm tin bất động sản ngày hôm nay 30 tháng 9. Dòng tiền rời chứng khoán quay về bất động sản, giá nhà lại bật cao. Theo dữ liệu, Nguồn cung và nhu cầu trên thị trường giảm khá mạnh trong tháng 7 và tháng 8. Loại hình bất động sản có mức sụt giảm mạnh nhất cả về nguồn cung và nguồn cầu là nhà riêng, nhà mặt phố, căn hộ chung cư và đất nền. Đáng chú ý, dù nguồn cung ra bán và nhu cầu giảm mạnh, giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn không có dấu hiệu giảm theo, thậm chí còn tăng mạnh so với cùng kỳ lý giải việc giá bất động sản vẫn có xu hướng tăng trong khi giao dịch giảm. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, phó tổng giám đốc bất động sản.com.vn, nguồn cung khan hiếm cộng với dòng vốn đổ vào bất động sản tương đối dồi dào là những nguyên nhân chính. Hiện nay, một lượng lớn tiền rút từ các lĩnh vực khác đang có xu hướng đổ vào bất động sản, tìm cơ hội đầu tư cũng tạo áp lực tăng giá. Dù kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao. Càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Từ đầu năm 2021, dòng tiền đổ vào bất động sản tăng nhanh, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng sốt đất. Nhu cầu đầu tư vào bất động sản trước khi dịch Covid-19 bùng phát chiếm đến 75%. Ngoài ra, trong tình trạng đại dịch, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng lại không am hiểu về chứng khoán sẽ có xu hướng rót vào bất động sản, kênh đầu tư vốn luôn được đánh giá là an toàn, bền vững trong dài hạn. Tâm lý nhà đầu tư với thị trường bất động sản hiện tại vẫn là tin tưởng vào sự phục hồi nhà riêng tại thành phố Hồ Chí Minh tăng giá bất chấp dịch bệnh. Mặc dù giao dịch giảm, tỷ lệ hấp thụ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao với 65%. Nguyên do của sự sụt giảm trong số lượng giao dịch là vấn đề khan hiếm nguồn cung kéo giá tăng và hàng tồn kho chủ yếu là các tài sản có giá trị trên 2 triệu đô la Mỹ. Ông Vincent Nguyễn, giám đốc bộ phận kinh doanh nhà ở Savo, tp thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, hạn chế trong nguồn cung sơ cấp và thứ cấp đã dẫn đến hiện tượng tăng giá. Tuy nhiên, với việc phát triển nhiều dự án tại các quận ngoại thành, vấn đề về nguồn cung sẽ được cân bằng trong tương lai, nhu cầu đối với bất động sản thấp tầng sẽ được giữ vững. Phân khúc này cũng sẽ tiếp tục thu hút đầu tư nhờ tỷ lệ hấp thu tốt, chất lượng sản phẩm cao cùng hạn chế cho các lựa chọn đầu tư thay thế. Giá chào bán chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 có xu hướng đi ngang so với tháng 7 nhưng lại tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2020. Lý giải việc giá bất động sản vẫn có xu hướng tăng trong khi giao dịch giảm, ông Nguyễn Quốc Anh nhận định Kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao, càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Các tháng gần đây, do giãn cách xã hội, dòng tiền không trực tiếp chảy vào bất động sản mà tập trung vào chứng khoán, nhưng sau đó, dòng tiền sẽ quay lại trở về với bất động sản. Nhà đầu tư tìm cơ hội ở cung đường ven biển mới nổi Tuyến đường kéo dài hơn 150 km từ Long Hải, Bình Châu, Vũng Tàu, nối thẳng đến La Di, Mũi Né, Bình Thuận nhằm đẩy nhanh tốc độ kết nối đồng bộ với một số tuyến cao tốc đang gần hoàn thành và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển và giao thương mới của khu vực. Các chuyên gia bất động sản nhận định, cung đường biển này được ví như giải lụa vàng đầu tư nhờ hội tụ nhiều điểm hiếm có. Đây là cung đường biển tuyệt đẹp khi chạy qua bốn thiên đường biển sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ chưa bị bê tông hóa. Tuyến đường này dài gấp 4 lần đường biển Đà Nẵng Hội An, 5 lần đường biển Cam Ranh Nha Trang. Chưa kể, vùng biển Vũng Tàu và Bình Thuận còn sở hữu khí hậu thuận lợi khi nằm trong vùng đệm cạnh thành phố Hồ Chí Minh và cách xa tâm bão miền Trung. Đặc biệt, cung đường biển này tọa lạc tại vị trí chiến lược khi đặt trong bức tranh hạ tầng với hai siêu dự án sân bay và một đại dự án cao tốc cụ thể long hải bình châu là di mũi né đều hưởng lợi lớn khi nằm trong tọa độ vàng giữa hai sân bay long thành và sân bay phan thiết kết nối trực tiếp với cao tốc dầu dây phan thiết theo chân các đại gia bất động sản đến sớm, nhà đầu tư dễ dàng nhìn ra được tiềm năng vượt trội của bốn thiên đường biển nằm trên cung đường này. Theo CBRE, có bốn dự án resort, công viên chủ đề, vườn thú, thiên đường giải trí, công viên thể thao biển với tổng đầu tư 14 tỷ đô la Mỹ và quy mô 16.000 ha đang triển khai rầm rộ để tô thêm cảnh sắc cho tuyến đường biển ngay khi các dự án trên hoàn thiện cung đường long hải bình châu la di mũi né sẽ sớm trở thành thiên đường nghỉ dưỡng biển của du khách trong nước và quốc tế tiềm năng đầu tư sinh lời tại các khu vực này đều rất lớn